mấy bà đi đâu mà ngồi đây đây? Hả? Xin chỗ ở cô ơi. Hả? Cô cho xin chỗ ở cô ơi. Dạ hả? Dạ, nhà gì ở đâu? Ở dưới sông mấy bữa gài là hai bữa nay công an đuổi quá trời rồi, vợ nhà tanh banh hết trơn. À. Dạ. Hoàn cảnh khó khăn khổ. Ừ. Dạ cho xin cái nhà ở đi. Có hai chồng già. Dạ. Cô cho xin cái chỗ ở đi cô ơi, vợ không biết ở đâu nữa cô ơi. Không có đặt cát gì hết trơn đó cô ơi. Dạ nhờ vợ. Dạ. Vậy người sao gì? Cô ơi cho tôi xin cái chỗ ở đi. Bây giờ công an nó xuống nó làm khó biểu dở lên, đuổi lên bờ không biết ở chỗ nào. Dạ. Cảnh là có hai vợ chồng thôi, hai vợ chồng già, tao lên tao xuống. Dạ. Không có đất cát gì hết. Không có đất cát gì hết trơn. Dạ. Dạ. Hai sao? Hoàn cảnh thế nào? Hoàn cảnh con quá khổ. Cô ơi, cô cũng giúp đỡ dùm cho tôi xin một miếng đất ở. Giờ hoàn cảnh quá khổ rồi. Cô ơi, giờ cho nên chúng tôi xin cái chỗ ở. Ở mà dở nhà không có tiền. Nói lại. Nhà tôi ở trên bờ qua Tết đó. À, đi mà không biết nơi nào. Giờ nhớ ơn cô cho tôi xin một cái chỗ ở. Anh em chúng tôi cũng mang ơn. Sao đây? Rồi, à, cô giờ tôi già quá khổ rồi, giờ thấy bu đông đông đi vô đừng xin cái chỗ ở đừng tá túc gì đó. Dạ. Rồi cô có nhiêu đó đó. À, mình lâu dài tôi ở con mình à. Dạ. Tình hình anh này thế nào? Cô ơi con giờ con khổ quá, trên bờ ta đuổi tới đuổi lui, giờ con xin tôn tá chỗ ở của mấy cô, xin ở nhờ mấy cô giúp đỡ chủ đất nói qua Tết phải ở nhà này cho con xin chỗ ở coi. Thì ông hai sao ông hai? Cô ơi tôi ở trên bờ, bây giờ ta đưa lên bờ đó, không bây giờ không có chỗ ở, bây giờ chủ đất người ta đuổi rồi đó, bây giờ là xin qua Tết là không chưa biết ở đâu nữa, bây giờ như là nhờ cô là xin chỗ ở. Vậy thế nào? Cô ơi chỗ tôi ở đây bây giờ qua Tết đó, người ta đuổi giờ đi theo cô xin có miếng chỗ ở cô ơi. Đúng không? Cô ơi người ta đuổi đi không có miếng đất nợ, đi vô xin cô kiếm cái chỗ ở. Cô ơi tôi ở xong người ta đuổi lên bờ mà bây giờ trên bờ người ta đuổi nữa, giờ không có đất ở, giờ người ta cho qua Tết mà lại đi xin cô cho xin chỗ ở. Tôi ở xong bây giờ công an nó đuổi nó dở nhà nó biểu qua Tết tôi phải đi. Giờ tôi không biết đắt tiền đâu mà mướn đắt mướn cát đâu cô ơi. Tôi lại xin cô có chỗ ở. Khổ quá trời đi cô ơi. Quá trời khổ không có chỗ mà ăn ở. Tình hình chú làm sao chú? Tôi thì hiện